Một tràng pháo tay thật lớn nữa để cảm ơn đoàn Lân Sĩ Hợp Thiên Thanh Đường đã mang đến một tiết mục múa rồng rất đặc sắc cho buổi tối ngày hôm nay. Và tiếp nối ngay sau đây, xin cảm ơn các bạn xin rất nhiều. Và tiếp nối ngay sau đây, ban tổ chức chúng tôi